không có cho em mượn đâu, anh em một ngày nó còn không có cho em mượn cái bạc. Nói anh hiểu mà nó nói là cái xuống anh em thôi, để anh lấy tàu để tới đây xuống bây giờ. Em không có tiền đi làm sao chị nói chém nó lấy giùm em. Sáng ngày mai em đi làm em không có tiền, em lấy tiền ghê em góp. Ngày góp 200 ngàn em không có tiền. Nói vậy mà có kêu tôi chữ. Hả? Nói lũ bè muốn lật cửa nào cũng được hết. Nhưng mà con ta nó đi không có. Ấy bả là bả kêu mình á, ở đây không chắc là trời ấy. Bả nhào vô, bả nhào vô. Không có người ta lên dở ra đụng bị, đụng nó đụng mê liệu á. Quá thì đây cứ đụng chứ biết đi đâu. Mẹ em có đây con mẹ ơi, đi đây đụng. Mẹ con mày đòi giờ mày hết. Không, mày hết. Cờ bạc cũng có. Quay cái tàu cờ bạc. Mà tàu cá. Của tôm cá. Mà ở nhà lại làm xóm cầm đồ thế. Hiểu không? Đây đây là Lã Phật Cha. Chủ cờ chủ chủ đề. Cho lấy cái mặt đây. Nó kêu cô yên tế là đúng bốn giờ. Nếu mà bốn giờ con không đưa cho cô thì cô yên tiến hành đến trả cô tiếng hồng rồi. Không có đồng bạc không sao. Cái đồ bị mù chanh mù cái này thì không bao giờ có tiền bạc á. Hả bà nghe không? Bây giờ bà nói cho nó không có nói, tao không gì nó nói. Phải bà không nghe. Tao không nói nghe. Mà con tao tao biết, con tao hư tao dễ, con tao tao đợi nữa. Tao không đợi nữa. Bây giờ chửi ê. Bây giờ chửi có lấy được ra tiền không? Chửi gì? Ấy là nói chuyện là lấy đi chị đi làm. Bây giờ chuột đó là bà không chuột cái bấm bà la chị thôi bà la bà làm kiếm tiền nãy giờ kiếm 1 triệu đâu. Chị biết. Nếu bây giờ nó không kiếm được tiền nó chuột thì tôi đi làm chứ. Sao nó cũng chuột không có tiền mấy nó chuột nó quá là còn đâu nó chuột nó quá nó mới lấy điện thoại chứ mày nói sao lại vậy? Bây giờ nhà tao không có tiền nó lấy tao kêu cho nó. Đúng rồi. Đọc ý nó chuột nhưng mà nó không có tiền. Bây giờ nó không có ai lấy được đâu. Chạy không chị đưa đi quả. Là nó biểu cơm. Dạ không chạy ra nó không có đưa. Lấy đâu có chuột. À. Lên người đảo cho nó chuột. Ba quán nó biểu tôi chạy đưa điện thoại cho nó. Mấy em cầm điện thoại dây rồi. Người ta lừa đảo rồi. Cầm điện thoại dây người ta lừa đảo. Nó lấy số gì vậy? Cứ là điện thoại bán lấy tiền lại. Điện thoại của nó bị làm gì bị làm chứ tao không có tiền. Cái gì điện thoại nó nấc màn hình mà bà không điện thoại nem trong nhà không ai mua. Đồ tứ lừa đảo đừng quên. Nem đi ai mua? Thêm màn hình hết 1.000.000 mấy đầu. Mày mà ngày hôm qua đưa nó điện thoại chắc nó lật ngược đầu á. Anh nó chạy tôi nói đừng có đưa nó, nó cầm nó chạy đây. Ngu. Cái điện thoại đây giờ có 500.000 không ai mua, mày bể mẹ mất màn hình là gì? Thâu, thêm giờ cho con nó xài cho đầu sáng nó đi xui. Không có dễ xài đâu. Cứ cứ để đấy. Làm để ra ra chỉ nghĩ nào. Mà chỉ cái bị mày. Sáng nay một vụ án tại Bồng Sơn có hai bà bầu cua bị lừa một cái điện thoại iPhone 4 đúng không? Đéo á. Tính tiền cái đâu? Tiền vậy. Cái dân gì á? Cái dân nào ở đâu trong trong đường chợ ở đâu á? Lừa đảo cái gì vô đây nó lừa đảo á thì mình không có. Chứ cái lợi ở đây á mình lừa đảo á. Mà cái thứ này là nó lừa về là lợi cái gì đâu? Cái này ta nói cái lừa đảo là nó về ngu chứ anh nó kế này. Lanh hai cái hai cô lanh.